Tôi xin con làng ấy. Em cho nó xuống trong nhà rồi. Sao em lại gọi về? Xin con. Hai con như chó ấy. Mày con như chó thì con. Nó tụt lùi xuống à? Em vừa giờ nó rút vào đây xong. Cũng đánh đập con. Rút đến cái đầu em này. Ui, nước nhưng mà nước đến đây làm sao mà vào được nhỉ? Nó đang nhầm thầy một chút rồi này. Ôi, rắn. Rắn thế nào ấy, con gì anh ơi? Trong này tròn tròn ấy. Thấy luôn. Lấy cái chậu lên xem nào. Lấy chậu làm gì? Nó tụt nước nó đi. Ôi, có cái gì ở đấy? Nó chui vào mương. À, trong trống này thì nó bắt mấy con chim. Cái gì đấy nhỉ? Ấy, ấy, cá. Ấy. Lấy đâu cá đấy? Ấy, thật mà. Ấy. Ấy. Ấy, ngon. Cá lóc à? Ấy. Ấy, ui đấy. Thế này em bắt đâu? Ấy, ấy, ấy. Cẩn thận, con chuột nó cắn đấy nhé. Ui, hàng sâu lắm. Ấy, ơi, có cá. Ui. 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 Điều đi. Điều cứt đấy. Ui ui cá mai tôi chẳng thấy nuôi ra. Đây. Ai ra? Đây con. Từ từ đi. Ra để em bắt cho. Mày im sâu lắm. Ai ai ai. Ui khó bắt lắm. Ui ui nhiều lắm. Em bắt với. Ui. Em bắt với. Ui. Em bắt với. Im mày bắt cái gì im? Đứng đấy chứ. Chân... Ui nó tồn. Ai. Ui. Ai. Sao nhiều đấy? Không biết. Ui, ui dính tổ rồi. Ui. Dính hang cá rồi. Ui, nó thấy lúc. Nào lúc. Tôi em bắt rồi, tôi bắt. Im. Ui, bà để ăn dây rồi, toàn cá to rồi. Xa, cá lóc đốt. Ui, trời ơi. Không ngủ công ra đồng chân kiết. Anh ngồi chuột như khỉ ấy. Mày. Chó thì chả mang đi mà đuổi. Ui nhiều lắm. Ui. Ấy. Ấy. Ai ngon. Ui. Ui xoài. Em rửa cho bọn này nhé. Ây. Ui cho nó một ít nước cho nó sống. Ui nhục rồi. Ui xoài. Ôi sao nhiều thế. Ui con này to. Ui. Ui nó nhục. Ui đâu rồi. Đâu để ra em lấy cho. Ôi, lại bắt được con bé. Ui lại to. Ui. Thôi bắt được con rồi. Ui vẫn còn. Đây. Nhiều đấy. Con này to. Ui con này to. Ui. Ui con này to này. Ôi, có nhiều hang cá nhỉ, hôm trước em mình cũng đào được mấy con liền. Ui, nó thoi đầu lên. Kinh. Thấy không? Cục đá. Ui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con. 11 con cá lóc. Tao cũng thấy con chuột ở đâu. Kinh không? Có, em vừa thấy mình chạy vào đây mà. Xấu thế. Ôi, 12 con. Kiểu gì cũng có con bạo chúa đây rồi. Này. Ôi. Mày mới đi chạy à. Xả nhiều á. Tổ nhiều. Còn không? Nhưng mà sao cá này nó ở đàn nhiều đấy nhỉ. Ui phọc lên. Ôi. Ôi. Con đây. Ôi. Ai 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 kéo nó ra mương mất đây. Bắt đi. Từ đây. Chạy làm sao được. Ra mương mất được ăn. Chỗ này nó lâu. Hay là cái đợt lũ nó ra từ cái ao chùa kìa. Làm ngay ngay. Anh. Ai, tao bắt được phát 2 con. Ui. Ai à. Làm ngay lắm. Ui, mấy con này. Trước này này. Ui. Ui. Ui, ngay. Ui. Lại 2 con nữa, giỏi vãi cái đái rồi. Ui. Ui, mày thấy đất. Ui. Ui, 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 mày thấy động động không? Động đấy, anh đã động. Siêu to, khổng lồ luôn. Ui, ui.
đang nhiều cá đi. Ui, mày thấy động động chân không? Động đất không? Rung rung mà. Ui. Ê, rung này. Từ. Ui. Cái gì đấy để mặt chưa? Thành chuột. Từ. Giống con chuột đấy. Ui, mấy con to. Hay rồi. Còn rất là nhiều. Ui, lao rất mắt luôn. Quả lọc gì đấy? Gì mà kinh đấy, tớ đúng mẹ. Ủa, con này phải 2 cân. Kinh không? Mày à mới. Ui, sao? Vẫn còn mà. Ấy, nó lại phục lên nữa này. Thôi, anh ơi, đi. Em không lấy nữa đâu. Đi vào đây. Lên đường đây. Vẫn còn mà. Hả? Đi em xuống đây, vẫn còn. Đi luôn. Vẫn còn. Kinh không? Vẫn còn. Thôi. Cả lọc gì to lắm, thấy em nữa. Cần đưa bờ này. Thả vào đấy. Ui, chắc con này nó ở ao chùa lâu năm lắm vậy đấy. Cả lóc cụ rồi. Ấy, rõ ràng là tao sợ thấy 2 con to. Đúng bây giờ đấy. Lâu cả lóc cụ. Mới thử thả con to này vào đây, tao sợ lại xem nào. Ôi, mất này. Không mất được. Hôm nay một cái đuôi ở đây. Kéo một con anh thử 2 con. Đây vẫn là nó. Ôi, nó có ăn ngay cả đây à? Ừ, vẫn là nó. Xấu lắm, không kể xấu lắm. Đây, hết gách rồi. Con này chỉ cho em ăn chuột nhá. Nhá. Ừ. Ôi, đây có ăn ngay này. À, không phải đâu. Anh thì em kia không? Thì mang chuột được cả ăn cá nhá. Em đi đấy, em chẳng đói đâu. Nhiều thật đấy. Ui, đi hả? Từ từ. Ai? Ui, chà. Kinh hoàng. Em mang lên em nuống. Em nuống luôn. Ui, chờ tí. Ui, em chưa đâu gặp con cá lóc to nữa đâu. Mà sao nó nhiều nhỉ? Hay con này con mẹ? Từ bé đến giờ mình chưa bao giờ gặp một cái. Chắc chắn con cá đây là con cá mẹ rồi anh ơi. Ồ, nó kinh điển như thế này. Giống quan rồi đấy. Kinh điển luôn. À, đây... À. Toàn là cá sổ. Không phải là cá lóc bồng. Lóc tà. Đây của con à. Cá lóc sộp mà. Toàn cá sổ. Ủa chỗ mình bây giờ rất là nhiều con này. Nhưng mà mình chưa bao giờ nhìn thấy một cái ổ nào nó kinh điển như thế. Nhiều nhờ. Hôm trước anh em mình bắt được có 7 con mà. Đã rất nhiều rồi. Thấy kinh điển rồi. Hôm nay phải đến 20 con. Hơn 20 con. Mười mấy con nữa. Phải 20 con. Kinh không? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 con bé chi chi nhỉ? Có bạch thú rồi. Có một con to. Trộn thật. Chuột à? Bình quá. Rúc luôn. Hôm nay anh sẽ vào bờ. Sẽ vào bờ gì? Có bạch thú rồi. Chuột xa. Ấy, ấy, ấy. Tốt rồi, anh ơi. Nướng này. Ai. Con này nó chạy à? Ai à? Giúp kinh lắm đấy. Thôi, bây giờ thế này nhá. Rồi, tao mày tắt. Tao lấy con này thôi. Anh bị điên à? Đốt rừng, cả lóc đốt rừng. Cho anh tắt, em lấy đấy thôi. Cho mày tắt, tao lấy con này thôi. Mà tao lấy được tắt, tao móc được tắt. Cái này của em chứ. Của cái gì? Thế này thôi. Của em chứ. Thế thì bây giờ nướng ra nướng ăn chung. Được chưa? Nướng ăn chung. Trong tí nữa cho mày tắt về. À không. Tao lấy. Nướng ăn chung trong cho em tắt. Nhá. Ừ. Đây, mình nướng 2 con chói. Thế anh nướng 3 con này em tí nữa. Thì đó người anh về em cho em về em cho chó nhá. Ừ, chó tất. Tao ăn 3 con to. Ok. Nướng mày cầm thế nào được nặng. Em cầm được. Nướng cái này á. Cái này này. Mày nghe. Anh dốt. Nướng thế làm sao mà đấy được. Đốt cho nó cháy. Đấy. Rốt đây, cứ vui loa là tôi chín. Ừ, mày cứ đếm. Anh rốt, đồ nhà quê. Mày nhà gì? Mày nhà gì? Hay nhà phố à? Bố mới làm to à? Ừ. Ui. Đúng chưa? Trời đấy, à, đấy đi, mày ủ đây nhá, tao đi kiếm ít muối. Ủ
Muối ớt, muối ớt. Thì em phụ thêm cho. Thì nó ăn ngọt lắm đấy. Không xem con của mày đi à? Ê, con của em cứ để đấy là nó chín. Nhảy ra ngoài đi nhớ. Wow. Nóng quá, nóng quá. Nóng chín đấy. Nó bò kìa, nó bò kìa. Bò. Cầm tay lại còn ngứa nít nữa. Em vừa rửa tay đây. Ui, tay sạch quá. Sạch thế. Ngon. Đấy, thằng nào nướng thằng gì ăn nhá. Em cũng nướng con đấy nha. Thằng nào làm thằng gì ăn. Em cũng làm con đấy nha. Không làm thì chỉ có ăn nhá. Đây. Ui sao nó có con đỏ này. Của anh này. Đây của anh này, của anh này. Tao miếng con này. Yên. Không phải. Này bỏ ra không phải khêu. Tao không kiếm khêu. Rách thịt của tao. Tao xịt nó một phát này nhá. Mày tin không? Mày khêu hai con này đi. Hơn tay mày khêu sao? Con này to còn chưa chứ. Mày nhớ hai con kia đi mà ăn con đấy. Chà. 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 Chạy đi mà chạy. Chạy đi mà chạy. Không phải sao cho này. Bỏ chỗ này ra. Anh chuột với. Không im. Này không gì anh nấu ăn được. Thế để đi tao lấy ra đã. Bỏ ra để tao lấy đã. Chị đây. Đây đừng có làm vỡ mật của nó. Cho anh ăn mật đấy. Vỡ mật của nó là tao không ăn đâu. Ngon nhất bộ chuột thì nên là tranh nhau mọi người. Đấy. Ui, chuột chưa chín. Đúng rồi, không chưa chín đi đây. Chưa chín đủ đỏ lọm đây này. Chín rồi. Nào bỏ ra. Chín rồi. Tôi lấy con dao cắt. Nhưng mà bây giờ ấy, một bộ chuột này nó mà cắt ra thì mất ngon, phải lổ một phát. Không. Rồi nha, từ từ. Bỏ ra. Để tao tính toán á. Một bộ chuột này mà cắt. Cho anh phần mật. Thế thì bây giờ nhá, cho mày ăn tất cả bộ này. Okay. Tao ăn hai bộ này, cấm. Ok. Cấm đổi. Ê. Vỡ mật. Vỡ mật mới ngon. Mới lồn tất đắng mới ngon. Thế đưa đây. Đưa đây. Đưa đây thật. Thôi, anh làm vỡ mật. Chó này. Đi làm vỡ mật. Mật nó mới ngon, đừng có làm chảy hết mật. Ăn từng tí một từng thứ. Lổ một phát tất. Thế cả các bạn nhá. Cái luật này bé này. Ui mày đưa tao làm cái luật. Không. Thật đấy. Không. Thật đấy. Đi đổi thật mà, tao đổi cho hai cái này luôn. Thật mà, thật đủ. Gì? Em chọc tiêm vào mật. Mày điên à, đừng. Thế nên tiêm vào đây, tiêm vào đây cho tao. Tiêm vào đây, tiêm vào đây. Ừ. Cái mật nó rõ ngon. Đấy, tiêm vào đây. Rồi. Mời tất cả mọi người. Mời tất cả mọi người nhá. À, cá lóc mà ngon nhất bụi ruột. Thế nên là bao giờ cũng hơi khó chia. Vâng ạ. Tuyệt vời. Không ngon ngon. Ngon. Ngon đắng mà ngon. Ngon đấy. Mồm. Tôi leo. Đấy. Quan trọng nhất là cái mật vào đây này. Nó mỏng. Cái da này nó giòn lắm. Nó giòn kìa. Hai cái nhỏ không ngon bằng cái to. Ngon quá. Em ăn cái chỗ này nè. Má. Thịt má. Thịt má đấy. Thịt mông thịt má. Má ơi. Chẳng hiểu luôn mọi người. Với tất cả mọi người nhé. Lóc đốt là tuyệt vời.
xuống rồi. Kiểu ta phải hai chị nữa ta mình tìm kiếm này. Chắc chắn là có rất là nhiều củ cá lóc ở đây. Mỗi ổ phải có một con to mà để. Nhưng mà nó phải có hai con to chứ nhỉ? Sao lại có một con nhỉ? Nếu mà con được nó đi kiếm mồi. Ở trên nó ở đó nó ăn kiểu gì anh? Biết. Chắc chắn là đêm nó ra nó ăn. Ra rồi chị, con nước đâu mà ra? Chắc có. Ơ mà mình cũng thấy lạ. Tức là ở chỗ sông trời đấy nó làm sao mà nó ra được suối để nó đi kiếm ăn mà. Hình như ở đây nó có cái cống nữa cơ, nó có cái mương ngay bên cạnh ấy. Không. Tại vì kiểu đấy hay nhỉ? Như kiểu là nó ngủ đông đấy. Cám có ngủ bao giờ đâu nhỉ? Đây, đưa đá đi. Đấy rồi. Thôi còn mình ngại đâu. Đưa đá ăn bị điện chỉ lại ăn. Bị ở đây rồi. Đấy, ngại gì đấy. Đừng 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 đừng. Em ăn thịt non. Hả? Đấy, ăn đi. Anh bị bạm, em ăn thịt luôn. Mọi người ai mà biết về con cá này thì giải thích cho anh em mình. Tại vì mình cũng không biết là tại sao nó lại tập trung tại một chỗ mà nước nó lại sâu sệt như thế. Ngọt quá. Trước mình lặn hồ ấy, nó có những cái hang nó hốc xuống như này. Nhưng mà ở đấy nó có nhiều nước. Ở đây sốt xịt nước thì không sao mà sống được. Đây. Đầu ui thằng nào thiếu cái địa này. Ngon. Thế rồi, còn cứ no lắm. Ô, nó có trứng nhỉ? Trứng thì ngon đấy. Trứng ngon lắm, trứng cá lóc ấy. Thôi. Giờ ông bật chờ luôn. Cái gì mà cười? Ngon nhỉ? Cho ăn nó đi. Cho nó sống mọi người. Anh nướng cái như khỉ ấy. Không phải, con to đấy đốt nó hơi khó chín. Đốt quá thì ăn ở bên ngoài nó lại mất ngon. Thế là chỉ đốt chín tới vào những cái phần nào sống. Mày em ăn con này em nò luôn. Phần nào sống thì bỏ, tại vì chín quá là mất ngon. Ô, anh ấy. Hả? Anh cho em tí, lấy em về cho chó ăn nhé. Tới nay em mới để. Con nào? Xua? Cho chú để mấy con liền. Cho chó tao quá. Không. Chú xin con làng ấy. Em cho nó xuống trong nhà thôi. Sao em lấy gọi về. Chín con. Không. Ai con như chó ấy. Mày con như chó thì có. Ai cá đây? Cá gì? Ba mua cá mà. Cá gì đây? Cháu mua được cá lóc sộp ấy. Cá ở đâu đấy? Ba chỗ ngoài mương ấy. Bán nào? Cháu với anh Cường đắp cạn ấy. Bắt ngoài suối à? Tát à? Vâng. Còn mày siêu thế, giỏi thế. Anh này nướng mất con to rồi, anh ấy bảo cháu đi mày bán con đấy, người. Cá này mày ăn, cá này mày ăn. Bán bao tiền cân? Dạ. Bán bao tiền cân? Bán á? 5.000 một cân. Bé này này bán rẻ thôi, mày bán đắt thế. Cá nó bé này bán rẻ thôi. Nhưng mà nó ngon lắm đấy, đá cá ấy ở mương ấy. Bé, nó bé, ngon nhưng nó bé. Thế nhưng mà bán rẻ 100.000 một cân. 100.000 á? 50.000 một cân. Lá tẩy ra tao. 50.000 một cân. 50.000 thôi, chúng mày bắt một lúc được bao nhiêu mà. Cháu bắt một lúc này nhưng mà nó bẩn này. Bán không để bán đấy. Con cắn tay cháu này. Cái này thân đầu ấy. Đầu nó bán được. Không bán thì ngon đấy nhưng mà. Ấy nó bị ngon đấy, cháu đốt ăn ngọt lắm. 50.000 nhá. 50.000 á. 50.000 bán cho bà lấy tất. 50.000 một cân cho này 10 cân. Trời ơi, cho bao nhiêu cân thì bà trả tiền. Ơ, cho này chắc cầm 2 cân luôn. Cháu cho bao cân. 100.000. 100.000 á. 100.000. 100.000 đắt thế. Cháu cho bà cái chậu. Chậu này bà lấy làm gì, chậu này chúng mày mang xuống chúng mày múc cho tìm lấy làm gì. Chậu thửa của Marika đấy. 50.000 một cân, chậu ý, được bà khoảng 2 cân. Chậu hồi ngon lúc này anh cưới.
mày về mà có đưa tiền cho anh không? Anh bảo cho mà. Cho mày 1 triệu à? Vâng. Mua nào hết được 80.000. Ôi, xong rồi đi mua gà. Không phải con nữa nhỉ, 80.000 thôi con nữa nhỉ. Không phải con. Đây, lấy lại cho. Đây mệt quá nhỉ. Đi xe kia. 50.000 này. 70.000 này. Có 70.000 được. Công nó bé này nó đi ra đồng nó bắt được chảo thế à. Rồi mai về được lại bán cho bác nhá. Tôi bảo mai về đi bác con à. Tôi bảo phải được một cá con con à. Cháu chim nhé. Cháu mai ơi. Ừ. Chuối mà.